Rồi đó thầy. Chào các bạn nha, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành cái xóa xăm. Xóa xăm, học viên thực hành một xóa xăm. Dạ, chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được xem công nghệ mới của góc hình xóa xăm. Mình bắn qua một lượt nha các bạn. Một lượt một thôi nha, đừng bắn hai. Em gặp chưa không? Đi nhanh, đi nhanh một tí cho không đau. Rồi mình sẽ bắn hai lần, bắn lặp lại một lần nữa nha. Tức là mình bắn qua một lần, bắn lại một lần nữa rồi ngưng nha. Bắn từ từ thôi, mình đừng có bắn nhanh quá thì nó sẽ bị sót các bạn nha. Bắn từ từ thôi. Còn thì mình sẽ giảm cái gì đó, frequency xuống để cho nó chậm tí. Nhưng mà đi nhanh quá nó không bắt á. Đi chậm thôi thì nó mới bắt. Đau hả? Tuy đi được nhanh thì mình sẽ đi nhanh. Chậm chậm. Thế thì cho nhanh bắt đi. Đi chậm quá tay thôi là nhanh. Số 7. Mình sợ bạn này nước không kịp á. Đừng bắn nhanh quá thì nó ra nhanh nó sẽ trùng. Ok rồi, bắt rồi. Bắt thấy. Bắt bạn khác qua. Cho được cái đồ này. Tập như này cũng lên cái máy lần hai cũng đau. Hôm nay thì mình cứ đi sao để cho hết nha. Rồi, đi từ từ, đi trên đây, đi từ từ, đi zig zag thì nó đỡ. Chị chỉnh sport size đi, sport size 8 đi. À đúng rồi. Tại vì nó to, nó sẽ nhanh hơn, cái kia đuôi nó nhỏ quá, mình sport size. Không, em phải chỉnh này. Giữ cái này, giữ tay đây em vặn thêm. Giữ xuống được chưa được. Kéo đi em, giữ cái này bạn. Giữ cái đỏ. Em mới có cắt hả? Đâu đây vậy? Giữ lại đi. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta được học lớp này sẽ được đào tạo rất là kỹ càng về cái cách sử dụng các vi ảnh với những chức năng của nó. Thì chúng ta biết rằng cái máy chất hình hiện nay là có một cái chức năng đặc biệt đó là xóa xăm. Thì hiện tại thì có nhiều cái mẫu mã xăm khác nhau, màu sắc khác nhau. Thì cái máy này nó đáp ứng được cái việc xóa xăm cho các bạn trẻ hiện nay. Như chúng ta thấy là các bạn trẻ hiện nay rất là thích sử dụng những hình sinh khác nhau thì và để xăm để tạo được cái phong cách của mình. Nhưng có thể các bạn sẽ không thích cái hình xăm hiện tại của mình vào một thời gian nào đó. Vậy là thế nào để có thể xóa xăm một cách nhanh chóng mà mang lại hiệu quả cao, không để lại những cái vết tổn thương cho da của bạn. Thì cái chiếc máy này nó được xuất xứ từ Hàn Quốc, nó được sản xuất từ Hàn Quốc với công nghệ hiện đại, được các chuyên gia hàng đầu nghiên cứu và cho ra cái sản phẩm như thế này. Thì các bạn biết rằng cái sản phẩm này được áp dụng rất là rộng rãi ở bên đất nước của họ. Và cái sản phẩm này nó được nghiên cứu và thực hiện cho rất nhiều hàng ngàn những vị khách ở bên Hàn Quốc. Và rất hiệu quả, chúng tôi đã nghiên cứu và nhập về những cái mặt hàng như thế này và đào tạo cho các bạn. Đào tạo cho các bạn ở các lớp học. Khi đến Vinh Hy thì các bạn sẽ học được vận hành cái máy như thế này. Từ cách mà các bạn cầm cái đầu để
để các bạn đi những cái đường nét để giải quyết những cái vấn đề là về xóa xăm cho khách hàng, thì các bạn còn lưu ý những cái cách tức là em bắt bấm lửa bên này thôi. Khi các bạn được học thì được các giáo viên hướng dẫn tận tình ở những cái khâu chi tiết của nó. Chúng ta thấy khi chúng ta bắn những cái tia đến với làn da thì những cái vùng mà được tiếp xúc với cái đầu tia đó thì sẽ mờ nhạt hẳn. Sau những cái lần tiếp theo sẽ không còn những cái vết xăm nữa. Bao tay. Mỗi học viên của chúng ta sẽ được thực hành một phần nhỏ của cái vết xóa xăm như thế này để có thể cảm nhận được cái khi mình khi mình tiếp xúc với xóa xăm cho khách hàng. Như các bạn biết thì thực tế khác lý thuyết. Bây giờ em đi cái chỗ nào là khi bạn học lý thuyết có những trường hợp trục trặc xảy ra trong thực tế, các bạn dưới này đó biết chỉ và có biết cách xử lý tình huống như thế nào cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất và họ cảm thấy hài lòng nhất. Không phải lúc nào các bạn học lý thuyết là các bạn áp dụng y chang như vậy, các bạn phải biết sử dụng thành thạo ở bất kỳ thời gian nào, học bất kỳ cái điểm khách hàng nào, tùy ở những cái điểm, tùy ở những cái vết xăm với màu sắc khác nhau, bạn sẽ sử dụng cách và cái con số kỹ thuật của chiếc máy phù hợp với lại làn da và những chỗ mà các bạn xóa xăm cho khách hàng. Đi lại nữa chị, đi một lần thôi, này đi giữa mắt đi chưa? Xin chào các bạn, chúng ta sẽ có một cái clip livestream vào ngày hôm sau để cách sử dụng những sản phẩm khác. Xin chào các bạn.